Chuyển sang những diễn biến của loạt trận vòng loại Euro 2020 và các trận giao hữu đáng chú ý khác. Trên sân nhà Wembley, tuyển Anh đè bẹp Cộng hòa Séc với tỷ số 5-0 trong một ngày mà ngôi sao đang khoác áo Man City là Raheem Sterling thi đấu chói sáng khi đóng góp một cú hat-trick. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Harry Kane và một pha đút lưới nhà của Kalas. Trong khi đó, Pháp cũng chứng tỏ vị thế của nhà vô địch thế giới khi đánh bại chủ nhà Moldova với tỷ số 4-1. Trái ngược với niềm vui của hai đại gia kể trên, Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi bị Ukraine cầm hòa không bàn thắng ngay tại sân nhà. Đây là trận đấu mà nhà đương kim vô địch châu Âu đón chào sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng công thi đấu không hiệu quả, cùng với đó là việc Ukraine đã có một thế trận phòng ngự kiên cường. Các chân sút của đội chủ nhà đã không thể một lần làm rung mảnh lưới của thủ thành Andriy Pyatov. Ronaldo gọi và tất nhiên Messi trả lời. Thậm chí lần này, màn đáp trả còn đánh thép hơn, nhưng rất tiếc là theo hướng tiêu cực. CR7 tái xuất và Messi cũng lần đầu trở lại kể từ World Cup 2018. Thế nhưng thật đáng buồn là đội bóng của anh lại nhận thất bại muối mặt với tỷ số 1-3 trước Venezuela. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Messi vẫn xuất sắc như thường lệ khi tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía đội khách, nhưng các đội của anh lại tỏ ra quá vô duyên và phung phí cơ hội. Chính điều này khiến đội bóng Sitango phải chấp nhận thất bại cay đắng này. Thế mới thấy, Ronaldo và Messi đúng là một cặp trời sinh, một đôi bạn cùng tiến. Rô gọi thì Si phải trả lời thôi.